một vùng đất được cai trị bằng sức mạnh. Chiến tranh là công cụ tranh giành quyền lực. Chỉ có chiến thắng và chiến bại chỉ tồn tại bạo chúa và nô lệ. Thời thế tạo anh hùng, một chiến binh quả cảm trở thành hy vọng duy nhất. Vua Bò Cạp phát sóng lúc 21 giờ Chủ nhật trên Today TV.